Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với các đám đông, nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra làm xem gì? Một người mặc gấm vóc rùa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc rùa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó. Mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ bé nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Quý ông bà anh chị em thân mến, chủ đề phụng vụ lời Chúa tin mừng hôm nay là Đấng cứu độ đã gần đến. Tôi xin tóm tắt ý nghĩa của bài tin mừng Matthew đoạn 11 câu 2 đến câu 11 hôm nay như sau. Cũng như mọi người khác đương thời, Gioan Tẩy Giả nôn nóng chờ đợi Đấng Mêsia của Thiên Chúa đến. Gioan đoán rằng Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia ấy, chỉ có điều là Gioan lại quan niệm rằng Đấng Mêsia là một vị thẩm phán nghiêm minh, Ngài đến để trừng trị những người gian ác. Vì thế, khi thấy Đức Giêsu chưa làm gì để trừng trị kẻ ác, thậm chí bản thân Gioan đang bị kẻ ác giam giữ trong ngục mà Chúa Giêsu cũng chưa có ra tay, Gioan đâm ra hoang mang. Ông sai môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy có phải là đấng phải đến chăng? Đức Giêsu không trả lời trực tiếp, Ngài bảo các môn đệ của Gioan về thuật lại cho ông, thấy họ tất cả những cho thấy họ là những điều họ thấy ngài đã làm. Những người bệnh hoạn tật nguyền được cứu chữa và tin mừng được loan báo cho người nghèo, đó là những chi tiết mà ngôn sứ Isaiah dùng để mô tả Đấng Mêsia, nhưng không phải là một Đấng Mêsia thẩm phán, mà là một Đấng Mêsia tôi tớ. Như thế, một cách gián tiếp, Chúa Giêsu đã trả lời cho Thánh Gioan Tẩy Giả biết rằng Ngài là Đấng Mêsia, đồng thời Ngài cũng điều chỉnh lại quan niệm Mêsia của Gioan. Đấng Mêsia đến không phải để trừng trị mà là để cứu vớt. Quan niệm này quả là quá xa lạ với suy nghĩ của Gioan. Vì thế, Chúa Giêsu nhắn với ông rằng: Phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Chúng ta cùng chia sẻ. Chia sẻ thứ nhất có tựa đề: Người ta đang cần Chúa. Nhìn bên ngoài thì xem ra con người thời nay rất đầy đủ, nhưng nếu đi sâu đến tận đáy lòng, chúng ta mới thấy rằng nhiều khoảng trống mênh mông
rất cần đập được lấp đầy. Khoảng trống siêu vật chất, mặc dù tiền bạc của cải tiện nghi, nói chung là vật chất có rất nhiều, nhưng lòng người vẫn luôn thấy thiếu. Chỗ thiếu vắng mà không thể lấy tiền mà mua được, không thể lấy vật chất mà lấp đầy được. Khoảng trống tình yêu, người ta sống với nhau vì quyền lợi. Ai có lợi cho tôi thì tôi đến, ai không có lợi thì tôi thờ ơ, ai không còn có lợi nữa thì tôi bỏ, ai có hại thì tôi tìm đến để mà diệt trừ. Hình như tình yêu không có chỗ trống, không có chỗ trong lòng người. Khoảng trống vĩnh hằng, mọi thứ mà người thời nay có đều chỉ là tạm bợ, kéo dài lắm cũng chỉ là 100 năm trong cõi người ta. Còn cần cái gì đó là còn hơn thế nữa, lâu hơn thế nữa, mãi mãi như thế nữa. Những khoảng trống ấy thật là mênh mông, ai không ai mà không ai ngoài Chúa có thể lấp đầy chỗ trống ấy cho con người thời nay đang rất cần Chúa. Chia sẻ thứ hai có tựa đề đừng mong vội. Trước một vấn đề quan trọng cần phải giải quyết, người ta chia thành hai nhóm khác nhau. Những người nóng vội muốn giải quyết ngay tức khắc, bằng cách nào cũng được, kết quả thế nào cũng được. Những người kiên nhẫn, tìm hiểu kỹ vấn đề, suy nghĩ cách giải quyết thỏa mãn đáng khả năng nhất, chờ cho có đủ điều kiện thuận lợi nhất. Phần Thiên Chúa, Ngài không nóng vội nhưng rất là kiên nhẫn, bởi vì Ngài muốn cứu chữa tận căn, muốn cải tạo con người, muốn canh tân thế giới. Phần mỗi người chúng ta cũng chờ tìm những giải pháp nhanh chóng mà hời hợt, nhưng hãy kiên nhẫn. Kiên nhẫn điều trị tận gốc căn bệnh của mình, kiên nhẫn cải tạo từng mặt cuộc sống của mình, và kiên nhẫn góp phần canh tân thế giới. Thứ ba, chia sẻ thứ ba có tựa đề hay chúng tôi còn phải đợi một đấng nào khác. Tuy Gioan là một ngôn sứ và còn là tiên tiền hô, nhưng câu hỏi này của ông lại rất là phàm trần. Ông nghĩ rằng Đức Giêsu là đấng Mêsia thẩm phán, nhưng khi thấy Ngài chẳng có xét xử và chẳng có trừng trị ai thì ông nghĩ tới đấng một đấng Mêsia khác. Nhưng chúng ta còn phải thân trần hơn Gioan nhiều. Dù đã biết Chúa Giêsu chính là đấng Mêsia, nhưng chúng ta không đủ tin nơi Ngài. Chúng ta hướng về nhiều, đấng Mêsia khác, Mêsia tiền bạc, Mêsia thế lực, Mêsia lạc thú, nói tóm lại Mêsia danh lợi thú. Tuyên ngôn của Dominus Jesus trang khẳng định rằng Đức Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, ngoài Ngài ra chẳng có đấng Mêsia nào cả. Không hết lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu là vấp ngã, chạy theo những đấng Mêsia khác cũng là vấp ngã. Vì thế Chúa Giêsu đã khuyên bảo: phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Chia sẻ thứ tư có tựa đề một cây sậy phất phơ trước gió. Gioan Tẩy Giả không phải là một cây sậy phất phơ trước gió, vì Gioan không phải là người yếu đuối, nhu nhược, dễ uốn mình trước áp lực của dư luận. Nhưng hình ảnh cây sậy phất phơ trước gió có thể dạy chúng ta nhiều điều. Cây sậy vừa mềm vừa nhẹ nên gió thổi nó nghiêng về hướng nào cũng được, nhưng nó lại rất là mạnh. Rông to gió lớn có thể xô ngã những cây cổ thụ to lớn, nhưng không thể bứng gỗ gốc cây sậy nhỏ bé này. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết rằng sức mạnh ở trong sự yếu đuối và dịu dàng. Xin dạy chúng con khôn ngoan biết rằng khi nào phải cong xuống và khi nào phải trụ vững vàng. Câu chuyện minh họa có tựa đề
ông có phải là Chúa Giêsu không? Một nhóm thương gia dự một cuộc họp, người nào cũng báo trước với vợ con là sẽ về nhà đúng giờ ăn bữa tối. Nhưng cuộc họp kéo dài hơn dự định, tan buổi họp, ai nấy vội vã chạy ra xe buýt. Một người xô phải quầy bán táo của một em bé, táo rơi tứ tung nhưng không ai dừng lại để lượm giúp cậu cả. Rồi mọi người đều lên đường xe buýt, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ít lâu sau, một người trong nhóm cảm thấy bứt rứt về chuyện cậu bé bán táo. Ông xuống xe trở lại chỗ cũ. Ông thấy cậu bé đang vất vả mò tìm từng trái táo để lượm lại. Thì ra cậu bé bị mù. Tội nghiệp quá. Ông giúp cậu lượm lại những quả táo cho đến hết. Một số quả đã bị dập. Ông móc túi dúi vào tay cậu bé một món tiền rồi ra đi. Cậu bé bán táo hỏi với theo: ông có phải là Chúa Giêsu vậy không? Theo một nghĩa nào đó, ông ta là Chúa Giêsu. Thời nay đang cần có nhiều Chúa Giêsu như thế đấy. Xin mời chúng ta đứng lên để tuyên xưng Đức Tin.